Hello, xin chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về cách làm thế nào để cho cái vòi nước nhà mình nó chảy ra mạnh hơn như cái vòi nước của nhà em đây. Hiện tại là lúc đầu thì chảy ra rất mạnh. Các bác có thể nhìn thấy. Đấy, lúc đầu chảy ra rất mạnh. Nhưng sau thì yếu dần. Chỉ được một cốc nước thôi. Thì sau thì nó yếu dần. Đấy. Các bác nhìn thấy đấy. Nó sẽ yếu dần thì nó chỉ được như thế này thôi. Cái hướng khắc phục thì mình sẽ xử lý như thế nào, sau đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác hướng khắc phục. Thì việc đầu tiên là mình sẽ tháo cái này, tháo ra và ta lật ở dưới lên. Nó sẽ có một cái vòi. Cái vòi này thì các bác tháo cái vòi này ra. Thì ở đây nó có một cái van, không khác gì cái van xe đạp. Các bác lấy một cái gì đấy các bác thử chọc vào xem có xì hơi ra không. Thì bên này là nước, còn bên này là hơi, còn bên này là nước thì nó sẽ đẩy áp lực lên. Thì các bác nếu mà nó chảy ra nước thì là ta thua rồi. Cái bình này xem như vứt đi. Nhưng khi mà các bác ấn vào thì nó là không có hơi xì ra và không có nước xì ra là rất tốt rồi. Khi mà nước nó không xì ra thì là ta chỉ việc bơm hơi vào đây thôi. Mình sẽ lấy cái bơm để ta bơm vào. Cái việc đầu tiên của các bác là ta sẽ nhấc điện ra và ta lấy cái bơm, ta sẽ bơm hơi vào đây. Bơm thì nó có cái kiểu bơm của nó, bơm là sao cho nó. Các bác vừa bơm vừa xả nước của nhà em đây. Em sẽ xoay cho các bác. Đấy. Thì bây giờ ta sẽ bơm khoảng 10 cái. Ôi à, nó tuột ra mất rồi. Em sẽ bơm vào để nước nó sẽ chảy ra. Cái lực này thì tùy theo các bác thôi. Các bác muốn lấy ra lượng nước bao nhiêu thì các bác bơm vào bấy nhiêu. Thì như em là 1 ca này, em sẽ 1 ca và một cái bát này, em sẽ lấy 1 ca một bát đấy, thì nó sẽ chảy yếu 1 ca nước và một bát nước. Bơm như thế nào và bơm bao lâu, bơm lấy bao nhiêu nước là nó nằm ở đây. Em nghĩ nãy là đủ rồi đấy. Ok, thì đây là một cái phương pháp để các bác xử lý được cái nước chảy ra ít của cái đầu máy lọc nước Kangaroo. Máy lọc nước Kangaroo. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.